chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube học tiếng anh online miễn phí và ở trong video luyện nghe tiếng anh giao tiếp phần 6 ở à phần 8 này chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu bốn như tình huống giao tiếp cơ bản đây chính là tình huống liên quan đến chế độ ăn tình huống mua quà sinh nhật tình huống chuyển tới vùng quê để sống và tình huống phân chia công việc làm ở trong nhà và với bốn cái tình huống này thì sẽ giúp các bạn luyện tập được các các cái kỹ năng nghe, kỹ năng nói, kỹ năng đọc hiểu, à, kỹ năng viết cũng như là ôn lại các cái từ vựng tiếng Anh các bạn đã à, theo dõi ở các cái video trước và mình hy vọng là video có ích đối với các tất cả các bạn cho nên mình mong các bạn hãy bấm like và chia sẻ cái video này cũng như là bấm đăng ký theo dõi kênh YouTube của mình để cùng mình học tiếng Anh mỗi ngày. À, bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau nghiên cứu cái tình huống đầu tiên đấy chính là tình huống liên quan đến chế độ ăn. À, và xin mời các bạn cùng lắng nghe cái tình huống này. I am so hungry. Did you have breakfast? Yes, but I only ate some salad. Are you trying to lose weight? No, but my wife is putting me on a strict diet. She wants you to stay healthy. I know, but I miss my meat and fries. À, bây giờ các bạn cùng lắng nghe lại lần hai cái tình huống thứ nhất này nhé. I am so hungry. Did you have breakfast? Yes, but I only ate some salad. Are you trying to lose weight? No, but my wife is putting me on a strict diet. She wants you to stay healthy. I know, but I miss my meat and fries. I am so hungry. I am so hungry. À, tưởng... quá. Did you have breakfast? Did you have breakfast? Uh, bạn đã ăn sáng chưa? yes but i only ate some salad yes but i only ate some salad are you trying to lose weight are you trying to lose weight uh, bạn đang giảm cân đấy à? no but my wife is putting me on a strict diet no but my wife is putting me on a strict diet À không, nhưng mà vợ tớ thì đang áp dụng cái chế độ ăn uống nghiêm ngặt cho tớ. She wants you to stay healthy. She wants you to stay healthy. À cô ấy muốn bạn khỏe mạnh mà. I know, but I miss my meat and fries. I know, but I miss my meat and fries. À tớ biết rồi, nhưng mà tớ thì nhớ thịt và khoai chiên quá đấy chính là cái tình huống thứ nhất một anh chàng mới bị vợ của mình cho vào cái chế độ ăn uống hợp lý để đảm bảo cái sức khỏe đúng không ạ và anh này thì không thích điều đó một chút nào anh này chỉ muốn thích ăn thịt với cả anh khoai thanh chiên thôi thì đấy chính là cái tình huống thứ nhất bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái tình huống thứ hai đấy chính là tình huống mua quà sinh nhật bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe cái tình huống thứ hai này nhé Today is my girlfriend's birthday. How are you going to celebrate it? I'm going to take her out to dinner. What time is the dinner? 7 pm. Have you got her a birthday gift? No, I haven't. There's a gift shop nearby. I'll go there after I finish work. Good luck finding the perfect present. Today is my girlfriend's birthday. How are you going to celebrate it? I'm going to take her out to dinner. What time is the dinner?: 7 p.m.: Have you got her a birthday gift? No, I haven't.: There's a gift shop nearby.: I'll go there after I finish work.: Good luck finding the perfect present. Today is my girlfriend's birthday. Today is my girlfriend's birthday. How are you going to celebrate it? how are you going to celebrate it? Uh, định tổ thức, uh, như thế nào? i'm going to take her out to dinner. i'm going to take her out to dinner. Uh, sẽ đưa cô ấy đi ăn. what time is the dinner? what time is the dinner? Uh, bữa tối, lúc mấy giờ? 7 p.m. 7 p.m. Uh, 7 giờ tối. have you got her a birthday gift? Have you got her a birthday gift? Uh, bạn mua quà cho cô ấy chưa? No, I haven't. No, I haven't. À uh, vẫn chưa. There's a gift shop nearby. There's a gift shop nearby. Uh, có cái cửa hàng đồ lưu niệm gần đây không? À uh, có cái cửa hàng đồ lưu niệm ở gần đây đấy. I'll go there after I finish work. I'll go there after I finish work. À, tớ sẽ đến đó sau khi à, xong việc. Good luck finding the perfect present. Good luck finding the perfect present. À, chúc cậu à, tìm được cái món quà ưng ý nhé. Ở à, đây chính là cái tình huống thứ hai à, liên quan đến món quà sinh nhật, tức là có một anh chàng à, mới nói là hôm nay là sinh nhật của bạn gái mình và cái cô bạn làm cùng phòng với anh chàng này mới gợi ý là. À, đi ăn à, đi mua các cái món quà sinh nhật để à, à, lưu giữ cái kỷ niệm lại với bạn gái đúng không ạ Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái tình huống thứ ba đấy chính là à, chúng ta sẽ chuyển đến một cái vùng quê để sống và trước khi chuyển sang cái tình huống thứ ba thì mình mong các bạn hãy bấm like và chia sẻ cái video giúp mình à, Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái tình huống thứ ba đấy chính là à, chuyển tới vùng quê và bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe toàn bộ cái tình huống thứ ba này What are you doing, Olivia? I'm packing my stuff. Are you going to move out of your house? Yes, I'm going to move to the countryside next week. What's wrong with living in the city? The city is too noisy and crowded for me. I like being in the city. It's much more relaxing in the countryside. I'll only live in the countryside when I get old. What are you doing, Olivia? I'm packing my stuff. Are you going to move out of your house? Yes, I'm going to move to the countryside next week. What's wrong with living in the city? The city is too noisy and crowded for me. I like being in the city. It's much more relaxing in the countryside. I'll only live in the countryside when I get old. What are you doing, Olivia? What are you doing, Olivia? Uh, cậu đang làm gì đấy, uh, Olivia? I'm packing my stuff. I'm packing my stuff. Uh, tớ đang su xếp hành lý. Are you going to move out of your house? Are you going to move out of your house? Uh, bạn đang, đang định rời đi nơi khác à? Yes, I'm going to move to the countryside next week. Yes, I'm going to move to the countryside next week. Ờ à, ừ à, tuần tới thì tớ sẽ chuyển về quê để sống. What's wrong with living in the city? What's wrong with living in the city? À sống ở thành phố thì có vấn đề gì à? The city is too noisy and crowded for me. The city is too noisy and crowded for me. À thành phố thì à, quá là ồn ào và đông đúc với tớ. I like being in the city. I like being in the city. À, tớ thì lại thích sống ở thành phố. It's much more relaxing in the countryside. It's much more relaxing in the countryside. À, sống ở vùng quê thì dễ chịu hơn nhiều. I'll only live in the countryside when I get old. I'll only live in the countryside when I get old. À, tớ thì chỉ sống ở quê khi nào tớ già thôi. Đây à, đấy chính là tình huống thứ ba liên quan đến việc chuyển tới vùng quê để sinh sống. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái tình huống thứ tư Đấy chính là tình huống phân chia công việc nhà Bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe cái tình huống thứ tư này We need to talk Is there a problem? I feel like I have to do all of the housework I'm sorry, I promised to help you and I'm less busy Let's divide the housework Okay, how do you want to divide it? From now on, you wash the dishes and clean the house What about you? I'll cook the meals and do the laundry. All right, that sounds fair enough to me: We need to talk.: Is there a problem? I feel like I have to do all of the housework.: I'm sorry. I promise to help you and I'm less busy.: Let's divide the housework.: OK, How do you want to divide it?: From now on, you wash the dishes and clean the house.: What about you? I'll cook the meals and do the laundry. All right, that sounds fair enough to me. Ở we need to talk. We need to talk. Uh, chúng ta cần phải nói Is there a problem? Is there a problem? Có chuyện gì à? I feel like I have to do all of the housework. I feel like I have to do all of the housework. Anh cảm thấy uh, như anh phải làm hết các cái công việc nhà. I'm sorry, I promise to help you and I'm less busy. I'm sorry, I promise to help you and I'm less busy. À, em xin lỗi, em hứa sẽ giúp anh khi nào em rảnh hơn. Let's divide the housework. Let's divide the housework. À, chúng ta cần phải phân chia cái công việc nhà ra thôi. Okay, How do you want to divide it? Okay. How do you want to divide it? Uh, okay, anh muốn uh, phân chia như thế nào? From now on, you wash the dishes and clean the house. From now on, you wash the dishes and clean the house. What about you? What about you? Uh, thế còn anh? I'll cook the meals and do the laundry. I'll cook the meals and do the laundry. Anh sẽ uh, nấu ăn và giặt quần áo. All right, that sounds fair enough to me. All right, that sounds fair enough to me. À, được thôi, à, thế cũng à, công bằng đấy. À đấy chính là cái tình huống thứ tư à, nói về à, một đôi trai gái ở với nhau và đang phân chia công việc à, nhà. Một người thì là nấu ăn và giặt quần áo, còn một người thì rửa bát và lau nhà, đúng không ạ? Và tình huống này cũng là tình huống kết thúc cho cái video uh, luyện nghe tiếng Anh giao tiếp uh, phần 6, uh, phần 8. Mình hy vọng là cái video có ích đối với tất cả các bạn. Và trong lúc các bạn theo dõi video ấy thì mong các bạn hãy bấm like và chia sẻ cái video giúp mình uh, uh, cũng như bấm đăng ký theo dõi kênh YouTube của mình để cùng mình học tiếng Anh mỗi ngày.